Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ phát động chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn và triển khai hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu cấp quản lý mã số vùng trồng. Và hôm nay cũng là ngày Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lựa chọn là ngày chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Nhiều địa phương đã và đang hình thành vùng sản xuất với sự liên kết chặt chẽ giữa người nông dân, các hợp tác xã với nhà máy chế biến, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Trong đó nhiều vùng đã được cấp mã số định danh để theo dõi, kiểm soát tình hình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng nông sản. Với cái tinh thần là đúng, đủ, sống sạch, từ cơ sở dữ liệu, môi trường số, an ninh mạng và cái phần mềm để triển khai một cách đồng bộ, cập nhật liên tục tất cả các nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và trên thị trường trong nước được truy xuất, đảm bảo được cái chất lượng và đáp ứng được các cái thị trường. Sự kiện triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp quản lý mã số vùng trồng là một dấu ấn quan trọng trong việc xây dựng các nền tảng dữ liệu số nông nghiệp đúng, đủ, sạch, sống để từng bước đổi mới quản lý lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 11, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã khai mạc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của trên 300 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt tham dự. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Đoàn Văn Việt đã kêu gọi các bộ trưởng, trưởng đoàn APEC cùng tăng cường hợp tác trao đổi, chia sẻ kịp thời, chính xác các quy định mới về xuất nhập cảnh và quản lý khách an toàn, đẩy mạnh việc khuyến khích các hãng hàng không, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có chính sách linh hoạt cho khách sử dụng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ nhau quảng bá chính sách mở cửa du lịch quốc tế và khuyến khích công dân đi lại quốc tế tới các nền kinh tế đã mở cửa biên giới cho hoạt động du lịch. Hội nghị lần này, chúng ta cũng sẽ nêu và thể hiện quan tâm đó là cái sự liên kết phát triển của các thành viên kinh tế trong cái buổi APEC, đặc biệt là trong cái lĩnh vực du lịch, và trong đó thì sự kết nối của chúng ta với các thành viên trong APEC nói chung và đặc biệt là các cái nước thành viên APEC ở trong cái khối ASEAN của chúng ta, và chúng ta cũng vẫn tập trung cho cái vấn đề về tích cực về cái phát triển du lịch xanh. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những chiến lược trọng tâm có thể áp dụng để thúc đẩy phục hồi ngành du lịch lữ hành sau đại dịch COVID-19. Cách thức các nền kinh tế APEC có thể phối hợp để đóng góp và hỗ trợ quá trình phục hồi hay vai trò của du lịch trong việc nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân các nền kinh tế APEC, du lịch tái tạo và tương lai của du lịch APEC. Hội nghị dự kiến thông qua các khuyến nghị chính sách của APEC cho du lịch trong tương lai, du lịch tái tạo và tuyên bố TMM11 trong cùng ngày. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ. Thông qua hội nghị xúc tiến lần này, du lịch Khánh Hòa nói riêng, Nam Trung Bộ và Việt Nam nói chung muốn giới thiệu đến lữ hành Ấn Độ mối liên hệ văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước, đồng thời thảo luận trao đổi những nội dung để tăng cường hợp tác về du lịch liên quan đến các vấn đề kết nối đường bay thẳng Ấn Độ-Khánh Hòa, hợp tác tổ chức kết nối các tour du lịch văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, du lịch thiên nhiên, du lịch sức khỏe. Tỉnh Khánh Hòa mong muốn tạo sự gắn kết giữa các tỉnh Nam Trung Bộ nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng thu hút du khách Ấn Độ trong thời gian tới. Và các đơn vị du lịch Ấn Độ cũng mong muốn người dân các tỉnh Nam Trung Bộ ưu tiên lựa chọn các điểm đến của Ấn Độ khi đi tham quan du lịch. Phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số luôn là hai vấn đề lớn trong nhóm giải pháp đột phá cho các doanh nghiệp. Đây là đánh giá của các chuyên gia tại tọa đàm Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phục hồi và phát triển bền vững được tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Kết quả khảo sát của VCCI cho thấy hầu hết các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề và các địa phương đều phải đương đầu với các vấn đề do dịch COVID-19 gây ra như khó tiếp cận khách hàng, thiếu hụt nhân công, mất cân đối dòng tiền, đứt gãy chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó là những khó khăn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động. Tập trung vào nguồn lực con người mà ở đó ta khuyến khích người lao động, ta phát triển người lao động và giữ chân người lao động nhiều nhất bằng các cái chính sách có thể và coi người lao động là một nguồn lực. Các chuyên gia cho rằng cùng với phát triển nguồn nhân lực, các mô hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp cũng góp phần đưa ra các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm dịch vụ mới, tạo ra các giá trị tiên tiến, từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Hôm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 năm 2022, vinh danh 20 kỹ sư công nhân tiêu biểu. 20 kỹ sư công nhân được vinh danh năm nay đều là những người có nhiều nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh ở các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố như cơ khí chế tạo máy, điện công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, chế biến lương thực thực phẩm. Họ cũng là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do tổ chức công đoàn thành phố phát động. Giải thưởng Tôn Đức Thắng được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 1999 nhằm phát hiện, tôn vinh các kỹ sư, công nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình lao động sản xuất tại đơn vị. Đến nay đã có 231 công nhân tiêu biểu vinh dự nhận được giải thưởng Tôn Đức Thắng.